bão tố, thiên tai, những người dân dễ bị rơi vào trạng thái cô độc trên biển. Mọi khả năng cứu hộ, hỗ trợ từ lực lượng tại chỗ trong bờ đều hạn chế, phụ thuộc vào mức độ nguy hiểm và phương tiện tại chỗ có thể đảm bảo an toàn cho người bị cứu hộ đến đâu. Vào những tình huống ấy, chỉ có ngư dân đang cùng có mặt tại vùng thiên tai đó mới chính là lực lượng tại chỗ hỗ trợ người gặp nạn. Và tình đoàn kết của ngư dân chính là sợi chỉ xuyên suốt nâng cao chất lượng của lực lượng tại chỗ phòng chống thiên tai trên mặt biển. Cảnh Dương là một làng biển lớn của huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Cả xã có trên 300 chiếc tàu đánh bắt xa bờ, các phương tiện nhỏ đánh bắt ven bờ thì nhiều vô kể. Tuy nhiên ở thời điểm năm 2016, tại Âu Thuyền cửa sông Son, chúng ta chỉ bắt gặp được hình ảnh của đội thuyền đánh bắt xa bờ hùng hậu do hoạt động đánh bắt ven bờ bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển nên tạm nghỉ. Nằm ở hữu ngạn sông Loan, với ba mặt giáp sông và biển, xã Cảnh Dương không có đất sản xuất nông nghiệp, nhưng bù lại rất thuận lợi để phát triển các ngành nghề đánh bắt hải sản và thương nghiệp. Phía nam Cảnh Dương không có dạn ngầm, nên cá từ khơi vào lộng, đi thẳng vào bờ, làm nên những mẻ cá lớn cho ngư dân. Biển những ngày trời lặng gió như một bức tranh bình yên. Đảo Yến có thể nhìn thấy rõ trong tầm mắt. Đối với các cái xã ven biển thì trong đợt mưa lũ vừa rồi thì để về triển khai phương châm bốn tại chỗ thì khi nghe được thông tin mưa bão thì ủy ban huyện đã có cái công điện chỉ đạo tất cả các cái xã vùng ven biển và các xã mà có nguy cơ ngập lụt là tăng cường công tác tuyên truyền kêu gọi tàu thuyền vào các cái khu neo đậu một cách an toàn và hướng dẫn cho bà con là chống lại các cái khu vực mà có cái nguy cơ bị lũ và mưa lũ là đánh trôi thì để chăng chống lại trong quá trình là thực hiện. Rồi đồng thời là qua đó các cái hộ gia đình ấy, là chuẩn bị các cái cơ sở vật chất để phục vụ cho cái việc là khi mà mưa lũ đến thì trong các cái nếu như dài ngày thì cũng có thể có điều kiện để mà ổn định cuộc sống sinh hoạt của mình. Và đồng thời là phục vụ cho cái việc là giúp nhau trong quá trình là thực hiện các cái phương châm trong phòng chống bão lũ. Khi gió to sóng cả, bão biển nổi cuồng phong, người dân luôn phải đối mặt với những trạng thái trái ngược của thế giới tự nhiên. Chẳng hạn như trong mùa mưa bão tháng 10 năm 2013 hay năm nay 2016. Năm 2013, chỉ trong vòng mấy giờ đồng hồ, gió bão thổi qua kết hợp với chiều cường, dâng cao, hàng chục chiếc thuyền cá vỡ tan. Nhiều người dân từ chỗ cuộc sống đàng hoàng, gần như sa vào cảnh tay trắng hoàn trắng tay. Hàng chục chiếc tàu cá nằm gác mũi lên tuyến kè bê tông, vỡ toang. Nhiều chiếc bị gió bốc hẳn lên khỏi mặt nước. Đến tháng 10 năm nay, thủy triều không dâng lên, nhưng mưa đầu nguồn lớn, lũ dâng nhanh, kết hợp cùng thủy điện xả lũ, khiến gần 40 chiếc thuyền lớn bị đẩy ra biển. Bão từ ngoài biển tấp vào đã khiến cho tàu bè trôi bị va đập vào nhau, cái vỡ, cái chìm, cái trôi đi. Trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu, dân làng Cảnh Dương đang chịu nhiều tác động lớn. Chỉ trong một đêm, xã Cảnh Dương đã có 35 tàu cá đánh bắt xa bờ trôi dạt. Trong đó, 18 con tàu bị hư hại hoàn toàn, gồm 2 tàu bị sóng đánh vỡ, mắc cạn, 13 tàu bị chìm và 3 tàu bị mất tích, thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Hàng chục gia đình đã trắng tay khi bị lũ cuốn trôi tàu cá. Cho đến giờ hoạt động trục vớt tàu vẫn chưa xong. Xuống là vừa lũ xuống đâu 1 giờ 45 đấy đó. Vừa là lũ ở trên kia nó về. Là tàu tôi cũng đậu phía trên ạ.
bắt đầu lần đầu thì 12 giờ em ở trên tôi ở trên tàu á, là thấy lũ nó về là nó chảy vừa sau đầu má đến 1 giờ 40 45 là nó chảy xiết. Là trên kia là 50-60 cái tàu nó trôi xuống, nó cán cái tàu tôi cũng đi luôn xuống, thì nó lũ mà ra mãi tận ngoài nè, là nó vật tôi ở trên tàu nè, nó cũng phải nhảy sang tàu họ. Tàu tôi bây giờ là trôi xuống đến đây là vừa vấp cái họ trôi theo luồng, đúng luồng là họ trôi ra biển, 50-60 cái tàu mà trôi ra biển cả, họ trôi ra dẹt ra ngoài kia, tất nhiên là 18 cái tàu có trong đó có tàu của tôi đấy là bị vấp cái cổng ở đây nè, bắt đầu người kia vấp cái cổng ở đây lật úp luôn, lật úp xong nó lăn đông vòng đó. Thế anh có lấy tàu về được không? Không lấy được cái gì cả, hết là mất trắng hết. Nhà tôi ấy thì cũng lên trên tàu ấy, tôi đây chính thức là ở trên tàu, xong bắt đầu khi lũ về là nhảy xuống, nhảy để thoát thân chứ không dám ở trên tàu, nói chung là mọi người là trên hết, cho nên là vì mấy năm trước ấy, nói thật với chị là mấy năm trước ấy là xã tôi đó là đều thông báo lũ về, mà sau năm nay là không thấy thông báo, nói chung là tôi và nói chung toàn nhân dân xã Cần Dương, hầu như đa số nhân dân xã Cần Dương ai lắng tai nghe cũng không thấy thông báo, cho nên là cũng không biết, mà lũ về nếu mà thông báo thì chúng tôi đề phòng được. Cách bờ biển Cảnh Dương khoảng vài trăm mét, nơi cửa sông Son đổ ra biển là nơi những tàu nằm mắc cạn và bị chìm ở cửa biển. Một người đàn bà ngày nào cũng đi dọc bờ biển, đôi mắt luôn hướng ra nơi cồn cát ngâm chìm dưới cửa biển. Chị chẳng tìm gì ngoài khơi xa đó cả, chỉ là thói quen ngóng thuyền về bến và sự trống trải của một người chủ thuyền vừa mất đi tất cả. Bỗng chốc trắng tay, con tàu của chị mới đóng hơn 1 tỷ đồng, mới ra khơi được thời gian ngắn, quay vào bờ sửa chữa với chi phí hơn 200 triệu. Tàu chưa kịp ra khơi thì bị lũ đẩy ra biển. Bão tố đánh om toàn bộ thân tàu nên khi trục vớt lên, con tàu vỡ tan ra từng mảnh. Nói chung là trong lũ vừa qua thì coi như là tàu thuyền thì đậu nằm ở trong bờ đây, nhưng mà đều cỡ khoảng khi một rưỡi sáng ấy, thì coi như là nghe nói là nước về, thì coi như là khi mà xã loa mà là 2:20 là coi như chồng của tôi chạy xuống thì coi như là tàu là đã trôi theo coi như là ra biển rồi. Thì nói chung là trôi thì coi như khi tàu trôi ấy, thì coi như là về mãi đến tận 3 giờ sáng thì coi như tàu được dẹp vào trong bờ ấy. Thì coi như là khi lúc đó thì sóng to gió lớn quá, coi như là cuối cùng coi như là mình trở tay không kịp nữa, là coi như là sóng nó đánh vỡ cả thuyền luôn, đánh vỡ cả tàu của mình luôn. Thì nói chung đến bây giờ thì cũng là chắc là em thiệt hại vâng. Mà bây giờ chị nghĩ là 2 phần đời người rồi, mà bây giờ vương sắm mà vương khơi bám biển ấy, thì vẫn khổ. Mà bây giờ không ấy thì nợ nần thì vẫn còn nhiều, cho nên là bây giờ chị cũng không biết làm sao nữa. Chủ thuyền, bạn thuyền chiều chỉ biết tụ lại nơi cửa biển này mà nhìn ra ngoài cửa biển. Phần vì đang mùa gió nam nên hoạt động trục vớt tàu gần như chưa thể thực hiện. Máy móc đã ngâm dưới nước mặn cả tháng trời. Phần vì nhìn tàu chìm, người dân lo không đủ chi trả vì tiền trục vớt quá nhiều. Lũ về đột ngột quá, tôi thấy lũ lớn quá, nó chồng chành tàu tôi sắp đầy. Tôi phải nhảy qua tàu họ để chạy vào thoát thân. 2 chiếc của tôi là kéo theo ra cửa lạch, đây là nhấn chìm cả 2 chiếc, hiện giờ là mất hẳn, không lấy được một tấm vé cũng không lấy được. Vâng, cho nên là hiện giờ là gia đình tôi là trắng tay. Để chúng tôi là hoàn toàn là nợ. Thì cũng chúng tôi sắm tàu ra mình nợ ngân hàng cả. Bây giờ là cái tàu là tài sản của chúng tôi. Bây giờ mà mất đi con tàu là chúng tôi không có gì mấy cái nữa. Bây giờ cứu tàu mà cứu không nổi là phải quăng tàu chạy ra.
Chính vì những nguy hiểm luôn thường trực đối với người đi biển, nên những tấm gương dũng cảm, cứu bạn thuyền luôn được người dân kính trọng và chính quyền biểu dương kịp thời. Chúng ta đang nói đến những thiệt hại và nghe lại những câu chuyện về tình huống bị nạn của các ngư dân. Có những người phải bỏ đống tài sản tiền tỷ để chạy thoát thần lấy người. Qua đó chúng ta thấy rõ hơn, ở cửa biển, các ngư dân phải rất đoàn kết để cùng nhau vượt qua thiên tai. Mỗi ngư dân, mỗi con tàu đều phải sẵn sàng tham gia công tác phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Khi có bão thì toàn bộ tàu thuyền cần phải vào nơi neo đậu tránh trú bão, chằng chống neo đậu chắc chắn. Tuy nhiên dù có thế thì những tình huống xấu nhất vẫn có thể xảy ra. Đó là lý do chúng ta đánh giá rất cao những tấm lòng đoàn kết cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn của ngư dân. Trong mưa lũ thì việc mà giúp nhau giữa các cái người dân và các cái hộ gia đình và trong cộng đồng dân cư là một việc rất quan trọng và có hiệu quả rất là lớn. Khi mưa lũ mà xảy đến thì việc chia cắt do là mưa lũ rồi là cho nên là các cái gia đình mà ở gần nhau mà giúp đỡ nhau là rất có hiệu quả. Bởi thế nên vừa rồi thì trong quá trình trận mưa lũ vừa rồi là trận lũ rất là lịch sử. Bởi thế cho nên là trong quá trình là khắc phục bão lũ cùng với cả cấp chính quyền thì cũng có nhiều cái gương đã xuất sắc và dũng cảm để giúp cho đồng bào rồi là bà con hàng xóm láng giềng của mình là vượt qua cái cơn lũ. Thì trong đó là có hai trường hợp mà như các chị đã nêu đấy, đã được Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng đột xuất và kịp thời. Thì qua đó là động viên được là những cái người để tham gia tìm kiếm cứu nạn trong quá trình cứu hộ cứu nạn khi xảy ra mưa lũ. Đồng thời là qua cái việc đó cũng thể hiện được một cái điều là cần phải khuyến khích cái cả cái hoạt động này của tất cả các cộng đồng để rồi là tạo cái điều kiện cho mỗi người dân là có sự nỗ lực trong quá trình là cứu nạn cứu hộ khi mưa lũ xảy ra. Anh thanh niên sinh năm 1981 tại thôn Trung Vũ, xã Cảnh Dương. Dù vừa nhận nhiều sự khen ngợi từ cộng đồng ngư dân và chính quyền, nhưng anh luôn cảm thấy như đó là một việc bình thường cần phải làm. Anh đang tiếp tục vá lại tấm lưới rách để chuẩn bị cho chuyến đánh bắt xa bờ tiếp theo. Anh là một ngư dân đi biển từ khi còn thiếu niên. Thời gian đầu, anh chỉ làm từ những việc đơn giản như nấu cơm, phụ vá lưới, làm cá, kéo lưới. Ngày ngày ra khơi, rồi làng biển phát triển, mở ra hướng đánh bắt xa bờ. Anh là thế hệ ngư dân chính trong lực lượng đánh bắt xa bờ. Bắt đầu phải học hỏi, làm quen với những tấm lưới lớn. Những chuyến ra khơi dài ngày có sự hỗ trợ của các phương tiện hiện đại như máy tầm ngư, decom. Càng ra khơi xa bờ càng phải kiên cường, đoàn kết với bạn tàu để vượt qua bão tố, sóng gió ngoài khơi xa. Dần dần nó trở thành bản năng của một ngư dân lão luyện như anh. Đêm ấy, anh không có thời gian để nghĩ đến chiến công mình đang lập. Trong sóng gió và hiểm nguy, lòng dũng cảm của ngư dân dày dặn kinh nghiệm thúc giục anh dong tàu chạy nhiều vòng để hỗ trợ người và tàu gặp nạn. Bơi ra thì nói chung gặp được cái tàu anh Tâm. Sau rồi anh em mới dắt nhau lên cái tàu đi tìm cái tàu. Đi tìm tàu, tìm người thì tàu thì nói chung tìm thì người không có. Nhưng mà thì những cái hôm đó anh Tâm anh bước được một người. Thì tôi tìm được cái tàu của tôi. Tìm được cái tàu tôi xong đó là tôi lại tìm được một cái tàu nữa. Để tôi kéo lên tôi nói chung là giúp đỡ họ đấy. Rồi tôi kéo lên trên vũng chùa cho họ để họ ra họ nhận tàu vì cái tàu tìm được cái tàu đó cái tàu cũng chết máy mà cũng không có người nói chung là cũng vất vả khi thì cả mưa cả gió cả coi như là biển thì nhóc biển thì nó sẽ có sóng lớn lắm chúng lại cột dây 2-3 lần nói chung là cột cái dây để dắt cái tàu ấy cho nên là cột 2-3 lần một hai lần mà nó xé cái dây cả hai luôn. Nói chung là dắt lên thì vừa gặp lên những vụn lên những đảo yến thì vừa gặp anh Tiến đi cái tàu cứu hộ cứu nạn thì lúc đó thì tôi nhủ anh là anh dắt cả tàu tôi và cả tàu của cái người mà tôi giúp á là dắt lên mãi trên vụn la ấy. Trong cái vừa rồi là lũ lụt vừa rồi đó là
các em xuống đó là 1:30 mà xuống đó là mà nước chảy ấy, thì nước chảy đó cũng vừa vừa thôi, xong tầm cứ xuống xong 1 tiếng 2 giờ xong rồi, tự nhiên nước nó chảy đột ngột như vậy là cũng không ngờ mà xuống mà 2 giờ mà xuống nước đột ngột vậy, không bất ngờ quá vì nước nó chảy đột ngột quá, thì nếu mà biết trước thì biết, nếu mà biết trước là cái vừa rồi đó, vừa lũ lụt vừa rồi biết trước 18 tàu đầy đó, thì nếu mà biết trước này, nếu mà biết trước là không bao giờ đầy vì là xuống 1:30 đó mà 2 giờ nó đầy ra là xuống nó đột ngột, nước nó chảy đột ngột nhanh quá là không thể nào xử lý nổi, vì trong đó em muốn có là trực tiếp đó là 2:15 nó là nước nó cuộn nó chảy đó là đầy đó là 2 giờ nó đột ngột, là trong đó em muốn có là trực tiếp vào đó. Là khi dòng lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh, anh cảm thấy lo lắng cho chiếc tàu của mình đang neo tại cửa Ròn nên ra kiểm tra. Khi ấy là hàng trăm tàu cá san sát vẫn được neo đậu đúng vị trí. Khi dòng nước càng chảy xiết, nhiều tàu cá bị xô đẩy có nguy cơ bị vỡ hoặc đánh chìm. Anh quyết định đưa tàu ra phía biển để thoát khỏi luồng nước từ thượng nguồn đổ về cùng sóng lớn nơi cửa biển. Khi hai giờ đêm ấy đầy á là tàu tú đầy lực là biết rõ ràng là tú đầy rồi mà không làm được hết. Xong rồi tú đầy xong tú nhảy lại cái thuyền lô anh Hoàng ấy, trong cái thuyền lô anh Hoàng không có người, cũng vì hai cái anh thuyền anh Hoàng cũng trôi đó, vừa tú đầy xong nhảy lại tàu anh Hoàng, ngồi trên tàu anh Hoàng trôi ra biển luôn, trôi biển luôn. Vừa tú cả đêm nó tú không nổ máy vì trên tàu anh Hoàng máy cũng trục trặc thôi. Tú lên tàu anh Hoàng xong tú cũng bỏ một mấy viên hòn đá để giảm cho tốc độ nó chạy, là cái thuyền nó nêu bớt rồi, gió nước chạy nó, nếu mà mình không bỏ đá, không bỏ đá nêu ấy, là thuyền anh Hoàng sẽ trôi dạng ra xa. Anh Tú quăng đá quăng nêu bỏ xuống nước để cho thuyền nó giảm độ tốc độ trôi. Trong ngày sáng đó em mới phát hiện là anh Tú ở chi thuyền anh Hoàng, xong em mới chạy tàu nhà lại anh Hoàng và cứu Tú lên tàu. Đó là sáng đó là anh Tú vô thép qua cái hiểm nguy của đêm. Cũng may mắn là em vẫn lo cả đêm là anh Tú mất tài sản rồi, xong rồi em vẫn sợ là anh Tú sợ mất bình tĩnh, sẽ sợ đi theo cái tài sản đó để hút chở cái tài sản đó. Không ngờ anh Tú lên tàu anh Hoàng, nên là tàu vẫn là sống sót, cái tài sản đi anh Tú vẫn được sống sót. Hôm ấy trên đường di chuyển, anh Tâm phát hiện thấy tín hiệu cấp cứu. Anh cho tăng tốc và thẳng hướng đến nơi phát tín hiệu cấp cứu. Phát hiện ra anh Phạm Đình Tú và cứu anh Tú lên tàu. Họ đã cố gắng để cứu con tàu của anh Tú nhưng bất thành, nên quyết định quay tàu về hướng Hòn Nồm để neo đậu. Anh Phúc sáng 7 giờ sáng anh Phúc với nấu ra anh Phúc cũng có một phần đi tìm tàu, vì trong đêm đó anh Phúc vẫn là để đi tìm tàu sáng, vì được cái đêm anh Phúc xuống tìm tàu là tàu ở trong sông là cũng thấy nè, anh Phúc ra tìm tàu anh Phúc vẫn ở trong bờ vẫn biết là trong tàu mình ở trôi ngoài kia, anh Phúc cũng biết nhau trôi ra, em nhóm ngoài kia, em nhóm ngoài kia em mới có một cái thúng nồi trôi ra đây, em chạy ra anh Phúc ơi, anh ra tìm tàu rồi, anh Phúc nói anh ra tìm tàu đây, có nhờ em sang cứu anh không, cứu anh sang tàu không, là để em lại mà nổ máy không, vì em vẫn biết cái tàu anh Phúc ở trên kia, anh Phúc nói anh Phúc vẫn chủ quan, anh Phúc không cần, thì anh nổ được đó.
giờ em anh Phúc nó lại nấu lại được rồi, giờ em nó thôi không cần thôi, thì em Tú có để mình nhau khoa khi 7 giờ chở tôi ôm. 7 giờ tôi ôm là anh Tú khoa để mình, là em biết là ở trên kia vẫn có người, em chạy lên cứu anh Tú. Chạy xuống một chậm vừa anh Phúc trôi ra xa. Trôi ra cứ tầm một cây số. Giờ em cứu em lại em anh Tú. Trong anh Tú Tú là vẫn trên tàu anh. Ở trên tàu em. Là trên tàu em cứu anh Phúc lên tàu. Anh Phúc lên tàu, ấp xuống là anh Phúc lên tàu, xong rồi em cứu anh Phúc, xong chạy lại tàu anh Phúc nổ máy với lại chạy lại để em cứu tàu anh Huệ, xong rồi dắt lên nổ, xong gặp tàu cái hồ xuống cứu anh Phúc, kêu anh Phúc lên, xong em máy bất động, em muốn chạy sau để cứu trợ, nếu mà máy bắt Phúc trục chặt á thì máy em để cứu trợ anh Phúc đó. Vừa đó trong cái tàu cứu trợ xuống nó vẫn có ủy ban xã, vẫn có bác Tiến vẫn xuống để cứu trợ để cứu tàu lên. Vào thời điểm ấy, một số ngư dân bị trôi mất tàu đã tự đi tìm kiếm. Ngư dân Cảnh Dương vốn kiên cường trên ngọn sóng. Những chuyến đánh bắt xa bờ ngoài khơi vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa đã giúp họ dày dặn kinh nghiệm. Họ đủ can đảm để lênh đênh trên thuyền thúng khi trời nổi giông tố. Trên đường, anh Tâm và anh Tú vật lộn với sóng và dòng lũ để cứu tàu, thì họ thấy anh Phúc trôi xa cùng chiếc thuyền thúng. Ngô Thành Tâm điều khiển tàu chạy về hướng anh Phúc. Cả ba cùng lên tàu an toàn và tiếp tục hành trình tìm kiếm tàu anh Phúc. Rất may mắn, khoảng 30 phút sau họ đã tìm thấy chiếc tàu cá trị giá 700 triệu đồng của anh Phúc bị đứt neo đang trôi theo dòng lũ ra biển. Để rồi họ tiếp tục điều khiển tàu tránh xa vùng nước lũ về hướng Hoàng Yến. Thì nói chung cảm giác thì nó xác định là xuống đó không thấy tàu là mất, một là đắm, hai là trôi ra ngoài rồi, xác định mất thôi chứ không hy vọng về nó nữa. Vì lúc đó nước nó chảy như nước sông Hồng ấy, nói chung là không có một phương tiện nào để mà chống lại con lũ được hết. Nói chung là cả chục chiếc tàu nó đang lăn luôn ở ngoài lạch ấy. Cho nên là lúc đó là mình xác định là chỉ qua đi tìm, là nếu mà ra ngoài cái tìm chỉ qua đó tìm bơi mũ ra tìm, chỉ qua tìm vậy thôi. Anh em chạy qua chạy vòng đỡ sót ruột thì bị con tàu nó thiếu chỉ rồi. Con tàu mới vay ngân hàng xong 700-800 triệu bạc mới đóng xong trong lúc coi như là hạ thủy, đó là vừa cá chết, câu xa là vừa cá chết, cho nên là cũng tiếc thì tiếc mà thôi, nhưng mà cũng phải cố mà tìm, thà nó đầy lúc nãy nó mất cái thôi, còn bây giờ nếu thì mình nói là trong chốc lát coi như là có chừng 3 tiếng đồng hồ thôi, nó đi quanh còn nó chưa đi đâu xa đâu. Cho nên là cũng nữa là nói chung bây giờ cũng xót ruột, nợ nần thì đang chồng chất, làm ăn thì không ra, mà giờ nó mất tàu nữa thì không biết sống được nào. Tôi nhỏ giờ tôi sống nhiều quá, rất mạo hiểm ngồi biển á, tôi sống mạo hiểm gan dạ lắm. Cho nên cái biển á mà mình làm nó phải có ý, anh nào gan mạnh dạng gan thì không bao giờ chết, mà anh nào mà nói chung không gan với không vì phải bình tĩnh, đã gan phải bình tĩnh trong công việc. Cho nên tôi trước đây tôi đi cái mụn con cái mụn lắp máy đi một người á, cấp 6, cấp 7 cũng ở ngoài á, tôi gan tôi liều lắm, cũng hoàn cảnh nói chung là hướng về cho con cho cháu ăn học cả thì mình đi liều đến đi kiếm cái bữa, chứ còn có của ra thì có tiền, có của ra thì mình không bao giờ liều đến như vậy đó, vừa khổ thân mình mà vừa nói chung là cũng khổ lắm. Trong cuộc vật lộn với dòng lũ nơi cửa biển ấy, ba người đàn ông can đảm đã tiếp tục cứu thêm được một chiếc tàu. Hôm nay khi sóng gió đã êm,
những người đàn ông ấy lại tiếp tục hỗ trợ những gia đình bị chìm tàu, mất tàu đi tìm kiếm và kiểm tra tình trạng của những con tàu bị đắm. Họ vẫn khát khao có thể giúp thêm nhiều người để họ có thể nhanh chóng trục vớt, tìm kiếm con tàu đã mất tích hoặc bị chìm. Họ không hề ý thức rằng chính họ đang làm công việc của lực lượng phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Bởi tất cả đều nghĩ chỉ là việc họ nên làm và phải làm để hỗ trợ những anh em bạn thuyền khác. Về bản chất, lực lượng tại chỗ là lực lượng sẵn có tại địa bàn để ứng cứu, hỗ trợ nhanh nhất, hiệu quả nhất. Thực chất là tự cứu mình, cứu giúp lẫn nhau, dựa vào sức mình là chính. Thấm nhuần câu tục ngữ, nước xa không cứu được lửa gần. Các lực lượng tại chỗ thường là dân quân, dân phòng, đoàn thanh niên, các đội xung kích, các lực lượng vũ trang, các đơn vị chuyên trách, thường trực như bộ đội, công an, đóng trên địa bàn. Các lực lượng này thường trực tại chỗ trước, trong và sau thiên tai và trực tiếp nhận lệnh từ người chỉ huy, là chủ tịch ủy ban các cấp hoặc thủ trưởng đơn vị. Tuy nhiên trong trường hợp này thì các lực lượng đó không thể có mặt kịp thời, mà lực lượng tại chỗ chủ lực cứu vớt hỗ trợ ngư dân khi gặp nạn trên biển phải là những ngư dân đang có mặt tại khu vực vùng biển đó. Đó cái ống đấy không? Đó ống đá đấy, đó ống đá. Đang giữ dây à? Những người đàn ông của làng biển Cảnh Dương, Ngô Thành Tâm, Phạm Đình Phú, Lê Xuân Phúc đã hoàn thành xuất sắc chức năng của lực lượng tại chỗ trong phòng chống thiên tai. Nhờ vào tình đoàn kết mà họ đã sống sót vượt qua bão tố, lũ cuốn. Không những thế, họ đã cùng nhau cứu được 3 con tàu đánh bắt xa bờ. Chỉ 3 con tàu thôi, nhưng nó là nguồn sống của hàng chục gia đình. Làm bạn tàu với chủ 3 con tàu này, điều đáng cổ vũ về họ chính là việc họ đã chủ động chạy nhiều vòng trong khu vực cửa biển, lo lắng, mong muốn tìm cách cứu những con tàu khác bị đứt neo và trôi giạt. Đó là biểu trưng cho ý thức, là tình đoàn kết cao cả của ngư dân Cảnh Dương trong phòng chống thiên tai. Sau cái trận lũ lịch sử thì ở huyện Quảng Trạch bị thiệt hại rất là lớn. Tổng thiệt hại của trận lũ đợt 1 là ước tính khoảng gần 150 tỷ đồng. Và bằng cái việc là trong quá trình trước, trong và sau lũ thì Ủy ban nhân huyện cũng như các địa phương đã tập trung chỉ đạo về là cứu trợ, hỗ trợ là khắc phục bão lụt. Thì cùng với sự hỗ trợ của các cấp, các ngành từ trung ương cho đến tỉnh và các đơn vị trong và ngoài huyện thì trong thời gian vừa qua đã có khoảng gần 200 tỷ đồng từ quà và tiền mặt của các tổ chức để giúp cho bà con nhân dân trên địa bàn toàn huyện là khắc phục bão lũ. Song song ở đó thì bằng phương châm 4 tại chỗ thì ngay sau lũ thì Ủy ban nhân huyện cũng đã chỉ đạo là các cái đơn vị công an quân sự rồi là đoàn thanh niên để về tại các cái nhà dân ở vùng bị ngập nặng, là các trường học, các cái trạm xá để giúp cho là nhân dân là khắc phục bão lụt, các cơ sở là khắc phục bão lụt. Và với phương châm của huyện thì phải tạo mọi điều kiện sớm nhất để cho học sinh được sớm đến trường và bà con nhân dân là sớm ổn định cuộc sống. Chính vì thế cho nên chỉ sau gần một tuần thì tất cả các trường học trên địa bàn huyện thì đã được trở lại, học sinh được trở lại trường học và bà con nhân dân thì hiện tại đang ổn định được cuộc sống. Về thời gian sắp tới thì Ủy ban nhân huyện tiếp tục là tăng cường tuyên truyền vận động cho bà con ổn định, sắp xếp để ổn định cuộc sống và tiếp tục khôi phục sản xuất. Mưa lũ, thiên tai đã gây ra những hậu quả nặng nề. Nhưng chính tình đoàn kết của ngư dân đã là sợi dây kết nối, nâng cao chất lượng của lực lượng tại chỗ, ở trên biển, để họ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn nguy hiểm trên biển, yên tâm bám biển, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Những tấm gương như các anh Tâm, anh Phúc, anh Tú đều xứng đáng được biểu dương và học tập, làm động lực giúp địa phương nâng cao chất lượng của lực lượng tại chỗ trong phòng chống thiên tai.